Xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một con âm ly, một thương hiệu của Anh, có model là Láp anh em. Con âm ly này về trong tình trạng cực kỳ là đẹp. Mình mới về hôm qua, hôm nay mình làm review mở nội thất con này để gửi tới anh em cùng tham khảo. Anh em nào đúng chân sản phẩm này thì điện cho mình, mình sẽ báo giá ở giữa clip. Anh em đến với kênh của mình, cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới mình đăng lên hàng ngày. Đây là một con âm ly trong phân khúc tầm tiền nhưng cho chất âm cực kỳ là hay anh em ạ. Mình cam kết và bảo đảm với anh em là như thế. Nó là khắc tinh của những cái dòng loa Anh ấy anh em ạ. Còn ngoài ra những dòng JBL và những dòng loa Nhật nó đánh vô tư luôn. Tất cả các sản phẩm mình đã gửi tới anh em là mình phải bao cho anh em về độ zin, độ xịn và độ đẹp của nó anh em nhé. Đúng chất hàng bãi tuyển chọn của mình. Tất cả các sản phẩm mình gửi tới anh em là các chức năng của nó phải hoạt động hoàn hảo mình mới bán anh em nhé. Còn không có bị lỗi cái lọ lỗi kia là mình không bao giờ mình bán tới cho anh em. Anh em cứ yên tâm đến với mình và mua sản phẩm của mình. Mình cảm ơn một số anh em trên toàn quốc và một số anh em Hải Phòng đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ mình sẽ xin đi vào giới thiệu đến anh em con âm ly này. Có model là anh em gọi là LAD cũng được mà hay gọi là âm ly Láp cũng được. Anh em nhìn Citrel G-Cypher 17150, có nghĩa là anh em cứ gọi là Láp 7150. Citrel G-Cypher là con này của nó, là con âm ly này của nó là dòng G-Cypher anh em nhé. Bắt được đài AM và FM. Đây là nút power nguồn anh em này. Còn đây là nút chỉnh. Đây là cầu loa là anh em này, nó chơi được cầu A, cầu B và AB cộng. Và nút này là nút chỉnh bass, chỉnh chép. Con này giải âm sắc của nó cực rộng anh em, chơi cực hay luôn. Đây là cái chế độ là speaker Equal 55Hz. Và đây là dành cho đĩa than này anh em này. Và đây là chơi mono sitte này. Còn đây là FM muting này. Còn đây là cái cổng này là cổng G-Coder, có nghĩa là anh em chơi thâu xóa thì anh em chơi cổng này. Còn thường thường ít anh em dùng cổng này. Và đây là chọn tín hiệu nhạc vào đây anh em này. Nó có đường AUX này. Cổng này là cổng tuner này, anh em chuyển đến cổng tuner là bắt radio. Cổng này là cổng phone và nó có đường tap 1, tap 2. Nó có 3 cổng chọn tín hiệu nhạc vào cho anh em chơi. AUX 1 và tap 1, tap 2 thôi. Và đây là level. Level có nghĩa là cái này là anh em là cắt DB đấy. Và đây có cả low lớt anh em này. Còn đây là volume. Còn đây là cân bằng loa. Cân bằng loa bên trong này anh em này. Và đây là nó có cái chế độ này là cái chế độ anh em ấn vào là dò đài AM và FM đây này. Dò auto nhé anh em nhé, là dò tự động đấy. Còn đây là toàn phần này là lưu kênh. Và đây là có hai cái đèn báo của Citadel anh em ạ. Đấy, toàn bộ đằng, phần đằng trước nó chỉ có thế thôi anh em. Tất cả về cực kỳ là đẹp nhé anh em nhé. Và anh em tham quan cái sườn. Con này sườn của nó là màu vàng nhé anh em nhé. Tất cả sườn của nó là không sườn màu vàng hết. Đây nó vẫn còn cái tem của nhà sản xuất từ ngày xưa đến giờ này anh em này. Vẫn còn nguyên. Và anh em mình đi đến cái thông số đằng sau. Anh em xem này, các cổng AV của nó này, chân AV của nó sáng lắm. Đây là nó có cổng phone này, AUX này và play này. Play là chọn tín hiệu nhạc vào đấy. Và được cổng jack. Đấy, hai cổng play 1, play 2. Và đây là có thể cho anh em tách bao rè được con này nhá. Rút cái cầu chữ U này ra là anh em tách bao rè con này. Đây là cái anten để bắt radio AM và FM của nó anh em ạ. Có thể xoay được 360 độ luôn.
Và đây là cái cầu loa của nó anh em nhé. Cầu này là cầu kẹp dây hoặc là mỏ chim. Anh em gạt cái này lên là kẹp dây vào. Đấy, hai cầu loa của nó đây anh em. Đấy, anh em kẹp dây vào là khóa cái này lại. Anh em mình xem cái thông số của nó đây. Có model của nó này. Láp này anh em này. Model của nó là 710. Anh em cứ gọi là âm ly láp 710 nhé. Con này nó xuất vào thị trường Mỹ này anh em này. Chỉ có một dòng điện duy nhất là 120V. Nó là 300 VA. 300 VA là tương đương với là anh em cứ lấy 300 VA mà nhân với 0,85 thì con này nó rơi vào tầm là 245W anh em nhé. Đấy là khung sườn bên này cũng màu vàng luôn anh em. Đấy. Bây giờ anh em mình tiếp tục đi vào cái phần nội thất của nó. Cái phần nội thất của con này nó chạy như con 940 và 940V anh em ạ. Nó cũng là bốn con tụ lọc nguồn. Tụ lọc nguồn của nó là 323. 323 hết anh em nhé. Bốn con tụ lọc nguồn và hai con nguồn độc lập. Anh em nhìn này, hai con nguồn độc lập vàng lắm. Đấy. Và tản nhiệt của nó đây này anh em này, tản nhiệt của nó là tản nhiệt xương cá, trắng phau luôn. Và đây là một cái dơ le của nó, dơ le cũng màu vàng anh em nhé. Con này nó chạy hai vỉ. Cái vỉ, anh em nhìn cái vỉ trên này nhé. Cái vỉ trên này là nó dành cho, cái vỉ trên này nó dành cho radio đấy anh em. Toàn bộ cái vỉ trên này, dưới này nó có một vỉ nữa này anh em này. Vỉ hai tầng này, vỉ dưới này mới là vỉ công suất này. Đấy. Còn cái vỉ trên này là vỉ radio anh em nhé. Đây là cái hộp bọc của nó này này. Con này về trong tình trạng zin nguyên bản. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo hết. Mà âm sắc của nó cực kỳ là hay anh em. Kia là một cái lắp đậy ở bên trên này anh em nhé. Cái lắp đậy và cái lắp đít mình đã tháo ra kia. Bây giờ mình sẽ lật cái bụng lên để anh em cùng xem cái vỉ công suất của nó ở dưới nó chạy con công suất gì anh em nhé. Anh em chờ mình một chút. Đây này anh em này. Đây là toàn bộ cái vỉ công suất của nó đây này anh em này. Con này nó chạy bốn con sò anh em nhé. Một con này, hai con này, ba con này và bốn con này. Nó chạy bốn con sò xanh ken hai vít. Cái cấu hình của nó chạy như là 940V anh em nhé. Đây là anh em xem tất cả các chân công suất của nó này. Nó chạy là 2SC 292. Và đây là 2SA 215. Đấy là hai con bên này. Và tiếp tục hai con nữa là 2SC 292 anh em nhé. Và đây một con nữa 2SA 215. Tất cả các chân sò của nó, vỉ nguyên mạch của nó này là anh em này, còn nguyên zin hết nhá. Mình xin báo giá cho anh em cân đối tài chính con này. Anh em nào yêu con này thì điện cho mình. Giá con này là mình đang để cho anh em là 7.200.000 anh em nhé. Giá cực tốt cho một con âm ly lát mà tiếng nó cực hay anh em ạ. Anh em đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở clip sau.